cái chú bò chào đón mình nè. Đây anh chị nhìn thấy nha, nhà cửa đây, dân cư đây, đường xá rộng rãi nha anh chị nha, con đường phải nói rộng lắm, con đường này đến tới gần 7 mét lận nha. À, xin trân trọng kính chào toàn thể cô chú anh chị em mình thân mến ha. Hôm nay Hiệp đang đứng đây anh chị, cái miếng đất này đẹp lắm nha. À, vườn cây trái có sẵn ha. Đó, giờ Hiệp quay sơ lược ở đây anh chị xem nha. Ở đây mình có diện tích của mình là 2.000 mét vuông nha anh chị. Và ở đây mình có được 20 mét mặt tiền đường. Nhưng cái điều đặc biệt nữa là bên đất mình có hai mặt tiền đường nha anh chị. Một mặt hiển thị trên bản đồ quy hoạch nhà nước là được 20 mét. Còn mặt tiền bên hông của mình á, anh chị, nó chạy dài khoảng độ 90 mét nha. Nhưng con đường bên hông của mình á, là nó không hiển thị trên bản đồ nha. Đường dân sinh thôi, đi từ xưa tới giờ. Đường này nó thông ra khu du lịch sinh thái đằng kia ha. Đó, thì thông tin chi tiết Hiệp sẽ quay rõ ở đây cho anh chị xem. Mà cái mảnh này anh chị, nó chỉ có giá là 400 củ trên một sào. Như vậy thì một sổ của mình hai sào là 800 củ anh chị nha. Đó, đất đẹp thuộc xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ở đây dân cư ở nói chung là rất là đông luôn ha. Rồi mình ra con đường nhựa, là di chuyển ra con đường nhựa chính Định Quán á, thì nó đâu đó tầm khoảng chừng 400 mét nha. Còn mình ra tới trung tâm huyện Định Quán thì nó được 3 km nha anh chị. Rồi bây giờ thông tin chi tiết mà anh chị xem tiếp theo trong phần video nha. Thì như con đường bên hông này nè anh chị, hồi nãy Hiệp vừa nói ha, thì đây là con đường dân sinh. Mình đi thẳng luôn băng qua cánh đồng thì nó sẽ là tới cái khu sinh thái nha. Đó. Còn ở đây mình trên đất mình hiện trạng là như thế này nè anh chị thấy không? Đây là những cây quýt nè. Rồi cây mít nè. Đấy. Thấy không ạ? Ở đây nguyên hàng quýt luôn, xen kẽ là mít nha. Còn chủ đạo của mình là vườn quýt, cây trái, mít, rồi có chuối, có dừa, vân vân ha. Nói chung là các loại cây ăn trái ở đây tươi tốt có sẵn như thế này anh chị. Đấy anh chị, mình mua cái này về là mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Đó, cuối tuần hoặc là anh chị nào mình mua đầu tư cũng rất là hợp lý, vì cái giá phải nói là siêu hời rồi ha. Đó, nhưng cái điều đặc biệt ở đây là cái mảnh đất này, anh chị nào mình mua thì gia chủ mình tách ra nha anh chị, chứ hiện trạng là còn chưa tách sổ nha. Gia chủ mình ở đây nó tới hơn 1 hecta lận, nhưng anh chị mình mua đó thì gia chủ mình sẽ tách ra hai sào nha anh chị nha, tức là 2.000 mét vuông ha. Đấy. Anh chị thấy vườn cây trái nó đẹp như thế này nữa ha. Đó, quýt đắt trái quá trời luôn nè. Đó. Rồi mít mình nè. Ở đây là mình là cái ngã ba. Thì bây giờ con đường này nè là con đường chính của mình ha, hiển thị bên bản đồ quy hoạch nhà nước nè. Đó, anh chị thấy con đường nó rộng dễ sợ không? Đó là mình đi trổ ra đi qua xã Thanh Sơn rồi luôn luôn ha anh chị ha, mình đi liên thông luôn, có nghĩa là đất mình là đường liên thông nha. Đó anh chị thấy không, con đường rộng rãi nè. Rồi cái cột mốc ranh giới của mình là từ cái hàng rào này nè, đây là con đường dân sinh nha. Đó. Rồi mình chạy dài qua đây mình được 20 mét. Đó, rất đẹp anh chị ha. Đó, đây thì anh chị nhìn thấy nha, đây là con đường bên hông dân sinh nè, đúng không? Đó, đất của mình đây nè. Rồi mình có rào kẽm rai hết rồi nè, trồng trụ bê tông nè. Trên đất hiện trạng của mình đó là mít với quýt, tắc, dừa, vân vân, đủ loại. Thấy không? Đó, thì phía sau này nè. Phía sau này nè anh chị thấy không? Ở sau mình là một cánh đồng lúa nè. Thì sau này nó sẽ quy hoạch con đường nước ở đằng sau đây. Đó. Đất mình đây. Cạo rào đẹp ha. Đây là con đường dân sinh nè, đó con đường này đi chỗ ra ngoài khu sinh thái đằng kia. À, đây được xích qua đây cho anh chị thấy không, đó thấy không, đó nó đi dọc theo cái cánh đồng này nè, nó đang chỗ qua con đường bê tông phía khu du lịch sinh thái đằng sau kia. Đấy, còn mình đây thì tính ra như vậy là mình hai mặt tiền, một mặt đường hiển thị trên bản đồ quy hoạch nhà nước và một con đường này là con đường dân sinh. Đây tôi bán rõ anh chị nha. Đây như anh chị nhìn thấy, đây là những cái trái tắc nè anh chị. Ha, tắc. Đó, vườn phải nói là rất là sum xê ha, rất đẹp. Anh chị mình mua cái mảnh này về làm nghỉ dưỡng ok nha anh chị. Đó. Thì nhìn chung là nó có cây trái sẵn của mình hết rồi. Đó, sau này anh chị mình mua về mình làm cái chỗ nghỉ dưỡng vui chơi cũng rất là ok, hợp lý ha. Phía sau mình làm nguyên cánh đồng mát mẻ anh chị ha. Đó, Hiệp bay lại cam cho anh chị mình vừa xem rồi đó ha. Rồi anh chị nào yêu mến cái màn này anh chị alo cho Hiệp nha.